Rồi. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming và Duy Khải chúng em một buổi xem video vui vẻ lắm. Và bây giờ thì hôm qua đánh boss xem được rớt được cái chì top 30. Đây. Top 30. Ở livestream buổi tối thì top 30. Độc sát 25, sát thương 90% và kháng lôi 20, sinh lực 20. Và cái này thì Khải đang muốn nếu mà hóa ra nỏ với đao thì chắc anh em. Nỏ với đao là ok. Khải đang cho Hồng Thí Yên đi hóa nè mày. Rồi. Hóa thử như thế nào luôn em ơi. Không biết ra đao không được, Khải cất cái đao vào trong rương cho nó mềm mánh tí nào. Mong một phát ra đao luôn cũng ok luôn nè. Thí Yên cất đao vào rương nè. Cất đao vào rương nè. Đao nó rác shop này. Nó nè. Đây. Ba cái shop nè. Rồi, hóng một lần thôi nha anh em, tại vì không có thị tinh đâu. Mày bắn các kiểu đúng không? Chạy ra bút cái tiết ảnh cho nó có tốc độ anh em. Hôm trước thì hóng đao thì khai đa số cái hóng Thủy Yên nè. Hóng Thủy Yên ra đao. Hôm nay khai mình tiếp tục cho Thủy Yên này, lỡ đâu nó ra đao mình xài luôn nè. Lỡ đâu ra đao thì Thủy Yên khai cầm luôn. Đó. Ra Thủy Yên khai cầm luôn. Cũng có thể bán cũng được anh em. Mong nó sẽ ra cái nỏ hay cái đao là đẹp. Vô. Đừng anh em đang xem đừng quên cho một like anh em ơi. Một like chia sẻ với dùng Khải nha. Vô. Gặp ông này ngay. Đổi thì tên hình tam sức thật. Rồi. Ốn binh vũ khí. À, thiếu phúc duyên vãi nồi. Tự đem phúc duyên à. Giờ lấy chính gì á, đoạn này làm có phúc duyên. Tí nè. Phúc duyên à. Phúc duyên là chỗ nha. Duyên của mấy bình này, ok. Thế mình cũng nhiều nè, nhỏ vãi nộ. Bả là người. Hiện tại cũng thấy em đang may mắn chín nè. May mắn chín nhưng mà không có sân boss tại vì xếp thấp hơn người ta nên em thơ luôn. Vô. Lại mà làm lại nè mày. Thành công. Thành công rồi nè mày. Thành công rồi nè mày. Thành công rồi nè mày. Ok, thành công gì đây? Ơi, đủ tiêu chắc luôn ông nội ơi. Tiêu thật vãi nồi. Vãi luôn. Tiêu thật nồi, toàn. Thôi tiêu anh em cắt đi. Ok anh em, bao giờ Khải off livestream nha em ơi. Ôi, tiêu thật này. Tôn thật sự anh em ơi. Tiêu thật quá anh ơi. Ra tiêu. Nó không được anh em. Ra chúng cái tiêu chịu thua luôn. Ông kia ông phán cao tiêu mới ra tiêu thiệt luôn nè. Chán vãi cái nó. Thôi, ọp đi ngủ thôi em ơi. Một lần hoán tốn gần 2 kim anh em. Tốn 130k. Ừ, cái chi tiêu ra tiêu chết thiệt anh em.
không biết ai mua không, khổ thế. Thôi cái đỡ nó ra này mà không hốt được này mà chơi ngu á, hốt một lần một kim 1.3 gần 2 kim em, mà cái này bán làm gì tới nhiều đâu mà hốt làm gì khổ quá. Hốt bên một lần tốn 120k em, 120k Việt Nam đồng. Ra tiêu thì to rồi, cả thế giới thu nhỏ lại. Đúng rồi, tiêu rồi, tiêu luôn em. Rồi rồi, anh em ủng hộ một like chia sẻ ủng hộ nha.